chạy xe qua vườn quốc gia, người đàn ông bất ngờ bị chú voi khổng lồ lao ra chặn đứng giữa đường. Mới đây, một khoảnh khắc kinh hoàng được chia sẻ lên mạng xã hội đã làm nhiều người không khỏi thót tim lo sợ. Khi chỉ cần con vật này manh động một chút nữa thôi, thì không hiểu hậu quả sau đó sẽ nguy hiểm đến nhường nào. Theo đó, khi đang lái xe qua công viên quốc gia, thì một người đàn ông đã bất ngờ, hoảng hốt vì bị một con voi khổng lồ lao đến, chặn đầu xe. Con voi với kích thước lên đến vài tấn làm chủ xe ô tô lo lắng tột độ, chân tay toát mồ hôi hột vì chỉ cần một cú giẫm mạnh vào đầu xe thì chỉ vài giây sau chiếc xe tiền tỷ cũng biến thành thứ sắt vụn, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của người này. Thế nhưng thay vì tấn công, con vật này đã không làm gì du khách mà chỉ đứng ngoe ngoẩy chiếc voi. Dường như nó đang có tâm trạng vui vẻ nên cứ quấn quýt bên chiếc xe, hết tiến lên rồi lùi lại. Cứ thế kéo dài gần 3 phút thì chú voi khổng lồ mới tự động dạt về một phía bên đường để người đàn ông có thể tiến xe về phía trước. Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cảm thấy sợ hãi vì việc đang di chuyển với tốc độ cao trên đường nhưng bị một con vật khổng lồ lao ra chặn đường đột ngột sẽ rất nguy hiểm. Chủ nhân của clip là anh Chen Lempon cho biết: "Tôi đã lái xe qua công viên quốc gia nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một con voi. Nó rất lớn, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ lên cơn đau tim. Nhưng khi tôi nhìn thấy con voi đi lại quanh xe, tôi nhận ra rằng nó đang có tâm trạng tốt. May mắn là mọi thứ vẫn ổn cho đến tận bây giờ." Được biết, Thái Lan ước tính có khoảng 2.000 con voi châu Á sống trong tự nhiên. Chúng sống lang thang tự do giữa các khu rừng phòng hộ. Nhiều con voi rất hay ra ngoài tiếp xúc với người. Voi cũng là linh vật quốc gia của Thái Lan. Trong những thập kỷ gần đây, voi đang ngày càng tràn vào môi trường của con người. Do môi trường sống ở động vật hoang dã bị thu hẹp, khiến các loài động vật có ít đất hơn hoạt động, ít tài nguyên hơn, buộc chúng phải đi lang thang để tìm kiếm thức ăn. Vì vậy, nhiều con voi không hề sợ hãi trước người dân, mà ngược lại còn vô cùng táo bạo tiến lại gần.